con ơi. Con nỗi đau nào con nỗi đau nào bằng nỗi đau mẹ đã mất con. Con ơi, bằng ấy năm qua mẹ đã luôn luôn vất vả, năm tháng tào thần mẹ luôn hy sinh vì các con. Con ơi, biết bao ngày mẹ luôn hy vọng con trưởng thành là mẹ mừng. Ngày hôm nay con vội đi xa, còn đâu con nữa để cho mẹ cố gắng nghĩ từng con ơi, con dậy đi, mẹ biết làm sao đây. Từ nãy trở đi, vắng vẻ cửa nhà, còn đâu tiếng ra vào. Con ơi, mẹ nuôi con chẳng ngại chi gian lao vất vả, dãi nắng mưa dầm mẹ có quản ngại đâu. Con ơi, mẹ cũng sinh con như bao người mà sao mẹ lại khổ thế này. Con ơi, mẹ mong sao cho đến lúc tuổi già mẹ được trông cậy, được nhờ vào con thôi. Nhưng ai có ngờ đâu con nơi này lại ra nông nổi thế này. Con phụ công mẹ, con đi xa. Con ơi, lại từ nay mẹ chẳng thấy con đâu, lấy ai để mẹ là động lực mẹ làm ăn xa.
sau này. Con ơi mẹ cố gắng cũng vì con. Trời đất ơi mà hôm nay ông trời nở bất công với mẹ. Mẹ đau xót lắm mà chẳng biết làm sao. Con ơi, bao công lao vất vả mẹ đã nuôi con trên đời. Biết bao tháng ngày mẹ vất vả bên mâm cơm nay thì nay thì ấm mẹ áp tình thương. Giờ này đây con ơi, có biết gọi con với cạnh ngược chiều xót nghe xa vời đầy, xót nghe xa vời đầy mẹ biết làm sao. Hãy subscribe
thì gia đình được bình yên.